anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi sao cả nhân nơi mà mình hẳn là anh hoàng hồn ở đàn dương bị sự ép sự chính vô tội bị ép một cái án bản án hoang là anh hùng là 9 năm tù giam, Minh Hạnh và anh Hoàng Huy Chương là 7 năm. Đây là một bản án coi như là phải nói là thể hiện vô nhân đạo mà chính quyền đã dành cho Đỗ Thị Minh Hạnh, anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và anh Đặng Huy Chương. Một bản án mà dường như đã sắp đặt sẵn để đưa ba người đấu tranh cho giai cấp công nhân vào tù. Điều này cho thấy rằng đối với chính phủ Việt Nam thì những người mà đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp công nhân mà không nằm trong những bộ phận của đảng, không thuộc vào sự quản lý của đảng đều phải đi ở tù. Điều đó là một điều mà Minh Hạnh cho rằng rất là vô lý. Đây là trên con đường, đoạn đường đây tôi có tên đường là Nguyễn Thị Minh Khai, trung đường dẫn vào trung tâm thành phố Trà Vinh. Nhưng đây là đang dẫn ra trung tâm thành phố. Các chị em đi trên đoạn đường này đã vào rồi. Là rất nhiều nhưng mà do phát vẫn còn thiếu, các chị em công nhân nói là vẫn chưa đủ để mà gây áp lực đối với công ty giày da Mỹ Phong, nên là tất cả chúng tôi đã thực hiện việc in thêm truyền đơn để mà rải, mà cái truyền đơn in thêm này do đích thân công nhân in chứ không phải là do Minh Hạnh, anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đang làm việc. Điều đó cho thấy là cái sự khát khao đấu tranh giành quyền lợi cho công nhân ở tại công gia Mỹ Phong rất là lớn trào vào thời điểm đó. Xin quý vị xem, đây là công ty giày Mỹ Phong, nó thuộc nằm ở Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Đến Minh Hạnh hôm nay đã trở về tỉnh huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh để thăm công ty giày Mỹ Phong sau hơn 4 năm bị tù đầy. Thì xin cho biết là tất cả mọi người đã thấy đây là công ty giày Mỹ Phong tại tỉnh huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Đây là cái khung cảnh bên ngoài, trên nằm ở trên quốc lộ. Trời, Minh Hạnh chứng minh rồi mà. Đây là cái xưởng vận chuyển hàng hóa của công ty Mỹ Phong. Phía bên này là xưởng. Còn chuẩn bị mình tới cái khu A3, tức là cái khu mà công nhân tràn ra ở xưởng số A3 mà trong thấy cái cây 4 năm đấy. Thì là chính là cái xưởng này đây. Đây là cái xưởng A3, mọi người thấy chữ A3 không? Đỗ Thị Minh Hạnh hôm nay theo được biết thì Minh Hạnh trở về huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, ghé công ty giày Mỹ Phong, thì Minh Hạnh cho biết cái cảm tưởng hôm nay như thế nào? Cảm tưởng của Minh Hạnh hôm nay thì rất là lạ, một công ty mà Minh Hạnh đã cùng các chị em đã đấu tranh giành lại quyền lợi cho giai cấp công nhân. Đây là một cái công ty mà phải nói là có những cái đối đãi với những công nhân không được chu đáo lắm, không tốt lắm. Chẳng hạn như tiền lương trả Tết cho họ không được hoàn trả khi mà những cái tháng họ làm việc vất vả. Thậm chí có những sự sỉ nhục đối với họ, sỉ nhục đến người phụ nữ, danh dự, phẩm chất của người phụ nữ. Thì nơi đây là nơi mà Minh Hạnh cũng như là các bạn trên thế giới rất là quan tâm đến vấn nạn lao động Việt Nam. Là một cái công ty điển hình cho thấy vấn nạn lao động tại Việt Nam là như thế nào. Thì bây giờ Minh Hạnh đã trở về công ty Việt Nam, không biết là 4 năm như thế này, thì không biết là công ty Việt Nam hiện nay là cái tình trạng đó đã thay đổi và chấm dứt hay chưa. Minh Hạnh cho biết được công ty Mỹ Phong này trước khi Minh Hạnh đi tù thì có bao nhiêu công nhân ở trong này? Công nhân tại nơi đây thì khoảng hơn 10.000 công nhân. Trước đây bên trên ở huyện Trà Cú của công ty giày Mỹ Phong thì có một chi nhánh nữa, thì nơi đây là khoảng có 4-5.000 công nhân ở tại đó đã đình công, và sau đó là cái chi nhánh của công ty này sau này cũng đã đình công để đấu tranh giành lại quyền lợi cho công nhân. Công nhân ở đây nhưng mà Minh Hạnh chưa biết có gặp ai không, và tình hình hiện nay ra sao? Minh Hạnh cũng đang cố gắng tìm kiếm một vài chị em trước đây đã tham gia vào cuộc đình công của công ty Mỹ Phong, nói là tham gia và thực sự là dẫn đầu trong cái cuộc đình công tại công ty giày da Mỹ Phong. Thì thật sự đến lúc này thì Minh Hạnh cũng chưa tìm được các cái chị ấy, bởi vì lúc mà Minh Hạnh ở đây thì các chị đa số ở những cái phòng trọ. Rồi bây giờ đã hơn 4 năm.
năm rồi, không đơn giản gì để kiếm một người. Muốn chi giờ này là giờ các anh chị đang lao động, cho nên là ở phía ngoài này là không có người công nhân nào để cho mình hỏi thăm cả. Nhưng mà bên cạnh đó thì Minh Hạnh cũng có hỏi thăm về vấn đề công ty Vĩnh Phong. Thì có một điều ngạc nhiên là công ty Vĩnh Phong hiện nay không phải là hai chi nhánh nữa, mà công ty Vĩnh Phong có tới 3 chi nhánh. Chi nhánh thứ nhất là Tiểu Cần, tức là nơi Minh Hạnh đang đứng. Chi nhánh thứ hai là ở Trà Cú, là một trong là cái chi nhánh mà đã thành công đầu tiên tại công ty Vĩnh Phong. Và một cái chi nhánh nữa đó là ở Cầu Kè. Và công ty công ty Vĩnh Phong đã có trên 20.000 công nhân, đó là theo thống kê, nhưng mà không biết là con số thực tế như thế nào, thì cái đó là phải còn tìm hiểu thêm. Về những vụ đình công xảy ra công ty Vĩnh Phong thì theo một số người dân ở đây cho mình biết rằng năm 2010 là năm mà công ty Dày Dặn Vĩnh Phong nổ ra cái cuộc đình công lớn nhất từ trước tới nay. Và sau khi này có những cuộc công nhỏ lẻ tẻ xảy ra nhưng đã được dàn xếp một cách đôi thả, vì giới chủ rất lo sợ một cái cuộc đình công lớn như cuộc đình công 2010. Điều đó chứng tỏ cho thấy rằng họ rất là sợ những cái sự nổ dậy đấu tranh của giai cấp công nhân. Vì vậy Minh Hạnh nghĩ rằng giai cấp công nhân cần phải đứng lên đấu tranh để giành lại quyền lợi của mình, vì không ai có thể giúp được giai cấp công nhân bằng giai cấp công nhân cả. Thì đó là một cái thành công mà Minh Hạnh nghĩ là công ty Dày Dặn Vĩnh Phong đã làm được, và ngày hôm nay họ đã chứng minh được điều đó, nghĩa là những cuộc đình công của họ là đã chiến thắng được giới chủ. Tất nhiên không phải là một sự trọn vẹn. Và vừa qua là tại công ty Vĩnh Phong cũng có người cho Minh Hạnh biết là công ty Dày Dặn Vĩnh Phong đã đình công để phản đối Trung Quốc trong cuộc đình công, nhưng cũng có một số người nói rằng đó không phải là một cuộc đình công mà là do công ty cho họ nghỉ ngày đó, vì sợ xử lý cái hậu quả như những cái công ty khác tại Bình Dương, tại Sài Gòn và những nơi khác như Hà Tĩnh vân vân, cho nên là công ty đã cho họ nghỉ cái ngày đó để không phải biểu tình trên về vấn đề Biển Đông. Thì Minh Hạnh nghĩ rằng là có lẽ công ty Mỹ Phong đã đưa học được một bài học kinh nghiệm rằng là phải lấy công nhân làm gốc, phải biết yêu thương công nhân và phải bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người công nhân. Minh Hạnh hy vọng rằng trong tương lai công ty Mỹ Phong sẽ thực hiện đúng cái yêu cầu cũng như là thực hiện đúng cái nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với giai cấp công nhân. Minh Hạnh xin cảm ơn và chào tạm biệt. Quang xin cảm ơn Minh Hạnh.